sau khi mà để xe cả mấy tháng trời mùa dịch thì tất cả những anh em nào đang đi xe số thì bảo đảm sẽ có vấn đề với sợi sơn. Sơn chúng ta đã để quá lâu rồi, nó quá lâu tới mức mà bắt đầu nó sẽ khô kẹo và nó sẽ rỉ sét và có rất là nhiều vấn đề xảy ra sợi sơn của chúng ta. Nên việc cần làm nhất khi mà chúng ta được đi làm hiện giờ đó chính là chúng ta phải vệ sinh sợi dây sơn. Và vệ sinh như thế nào mà chúng ta ở nhà cũng có thể làm được thì với kỹ sư hẻm thì nó rất là đơn giản. Khi mà chúng ta có những cái dung dịch chuyên dụng, chẳng hạn như mình đang có sẵn hai cái chai dung dịch chuyên dụng của Thái Lan, thì như mấy anh em đã biết rồi đó, ở cái mùa này các tiệm sửa xe thì nó lúc nào nó cũng sẽ đông khách để mà sửa những cái vấn đề chi tiết khác, còn cái chuyện mà rửa sơn thì gần như là không ai làm đâu. Vậy nên tốt nhất là mình hãy nên tự làm ở nhà. Thì anh em nào mà chẳng hạn có dự định là chuẩn bị mà sắp về quê cũng nên rửa, hay là anh em nào bắt đầu đi làm lại thì cũng nên rửa. Và một cái nữa là với những cái hóa chất mà chúng ta thường hay rửa mà chúng ta rẻ tiền, như là những cái loại dầu hôi, dầu diesel hay gì đó, thì ngoài cái chuyện của nó là nó rửa nó rất là mất thời gian mà nó còn có những cái mùi độc hại. Trong khi anh em hiện giờ, những người mà đang đi làm thì lúc nào cũng biết một điều, đó là 2-3 ngày chúng ta đều bị chọt lỗ mũi một lần. Mà chọt lỗ mũi như vậy á thì lỗ mũi chúng ta sẽ bị tổn thương, mà chúng ta còn thích thêm những cái hóa chất mà nó độc hại thì nó sẽ không tốt. Đấy, đấy chính là lý do mà các anh em là nên sử dụng những cái loại vệ sinh. Thì cái hãng lớp 71 mà có Wow với Spider này thì bảo đảm là hiện giờ nó đang rất là hiếm hàng. Vừa mới về một cái đợt hàng mà bên nhà máy thì tôi đã rất là may mắn, tôi lấy được mấy thùng. Vậy anh em nào có mua thì nhớ tranh thủ mua sớm đi, chứ không Tết là không có hàng đâu. Thì bây giờ là mình sẽ thử nghiệm mình rửa luôn một lần cả hai chiếc xe này, rửa xong và dưỡng sơn để cho các bạn xem thời gian nó rất là nhanh. Chúng ta sẽ đếm giờ trong đó ha. Thì việc đầu tiên là chúng ta chỉ cần là cái xe của chúng ta nó có thể ở trạng thái đang đứng như thế này. Rồi, đó, camera coi chừng xe kìa, đợi tí xíu có xe qua. Đó, chúng ta chỉ việc để yên vị trí ở cái bình xịt mà chúng ta bắt đầu quay bánh thôi. Rồi, xịt đều cái sợi dây sơn. Đó, xịt đều yên vậy. Rồi, tiếp qua đây. Đó, chúng ta xịt tiếp chiếc xe này nữa. Chỉ việc xịt thôi, không cần làm gì hết. Rồi, việc tiếp theo của chúng ta đó chính là xả nước. Rất là đơn giản, chỉ việc xả nước thôi là xong. Xả thì mình sẽ xài cái máy xả. Rồi, xe rác kìa, anh ơi, yeah lại cho xe rác qua. Rồi, qua luôn anh, ok. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, khi chúng ta xịt thì chúng ta chỉ việc xịt thẳng vào sợi dây sơn thôi. Đợi tới có người qua. Đó. Rồi, các bạn có thể kiểm tra sợi dây sơn ha. Sợi dây sơn cực kỳ sạch. Đó, sợi dây sơn cực kỳ sạch ha. Toàn bộ chất dơ nó được bắn ra ngoài hết luôn rồi. Chúng ta không cần phải cọ rửa gì cả. Rồi, chúng ta sẽ qua đây. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn sợi dây sơn nè. Sợi dây sơn trước khi rửa nha, rất là dơ nè, cát đất tùm lum hết. Và chỉ giờ bắt đầu mình sẽ xịt nước nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xịt nước. Nè, hãy nhìn nha. Chúng ta hãy lại kiểm tra ha. Đó, sợi sơn của chúng ta nè. Nè, bây giờ đụng cái tay vô nè, ha, sợi sơn rất là sạch. Gần như không có miếng dơ luôn á. Đó, thấy không? Sạch băng. Trong khi hồi nãy dầu nhớt rất là nhiều. Thì chúng ta chỉ mất khoảng 2 phút đồng hồ để có thể rửa được nó thôi. Và sau khi rửa xong thì chúng ta chỉ việc một cái công đoạn đơn giản nhất.
đó chính là chúng ta sẽ lau khô nó. Để mình tắt cái máy này. Thì với cái công đoạn mà lau khô hoặc là cả ngay cả vệ sinh thì chúng ta không, tuyệt đối không được nổ máy xe ha. Chúng ta nổ máy xe là sẽ rất là nguy hiểm, nó sẽ bị cuốn. Rồi, lau sên thì dễ lắm, cứ để cái khăn ở dưới sợi sên nè, đó. Rồi, cầm lau khô. Đó, quay cái chiều này mà lau. Đó. Rồi, chúng ta quay qua lau chiếc này. Mình lau khô để mình có thể dưỡng sên được liền luôn. Là mình không lau khô, mình xịt lên nó sẽ không dính. Rồi. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái giống như là chúng ta khăn giấy ướt hay là những cái gì á, chúng ta có thể xài một lần rồi bỏ luôn, hoặc là những cái dẻ cũ. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là xịt dung dịch dưỡng spider lên. Thường thì mình sẽ dịch xịt ở khoảng ngay giữa cái phần gầm này, xịt xéo xuống dưới để cho nó khỏi bị dính dơ lên trên xe. Các bạn có thể lắc trước khi xịt, hồi nãy mình đã lắc rồi. Đó. Rồi, nhìn nè. Đó. Sau khi mình dưỡng xong, nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó đã có độ bám nè, đó mà thấy không? Cái mạng tơ nhện nó đã dính rồi nè. Đó. Cái spider này nó hay, nó rất là bám dính, đó. Bởi nó mới gọi là spider đó. Đó. Hiện giờ cái sên nó đã dưỡng được một mặt rồi. Bây giờ mình sẽ xịt thêm cái mặt nữa. Sẽ có mặt từ trên xuống. Nãy giờ mình xịt cái mặt trong. Đó, bây giờ mình mặt trên nữa. Đó. Rồi, thế là ổn. Tiếp tục qua chiếc này. Làm rất là nhẹ nhàng, nhanh gọn. Rồi, xong. Quá nhanh, khoảng 5 phút đồng hồ. Trong vòng khoảng 5 phút đồng hồ chúng ta có thể vệ sinh 2-3 chiếc, đó là chuyện rất là bình thường. Rất là nhanh, gọn và đỡ tốn công. Rồi, thì cái lợi thế của cái chai Spider này, đó chính là cái chai này, nó là chai 600ml. Và khi mà cái chiều cao nó dài, nó cầm rất là gọn tay và chúng ta sẽ dễ xử lý. Ngay cả chai Wow cũng vậy. Cả hai chai nó đều là dung tích 600. Mà với dung tích 600 này chúng ta xài rất là nhiều lần. Một chai Spider này có thể là một chiếc xe bạn xài có thể là nửa năm, một năm vẫn xài không hết được chai này. Nhưng mà chai rửa thì có thể chúng ta sẽ xài nhiều hơn đó. Thì tùy vào cái tình trạng chúng ta đi xe, chúng ta sẽ rửa nhiều hay rửa ít. Thì đây là một cái combo rất là hợp lý cho những ai mà hay thích vệ sinh và dưỡng xe ở nhà. Wow và Spider nha, nha mọi người. Đó, combo Wow Spider. Ngoài ra thì nếu mà ai mà thích thêm cả phần mà dưỡng bánh xe thì mình có thể sử dụng thêm cái thương hiệu Flamingo này. Đó, Flamingo này nó là cái dùng để mà đánh bóng cả tắp lô xe hơi và ngay cả vỏ xe cũng sử dụng luôn. Đó, thì với những cái vỏ xe thì chúng ta có thể sử dụng nó để dưỡng vỏ xe cho nó đẹp. Cái này rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc lắc và xịt lên thôi. Đó. Sau đó chúng ta để tí xíu, chúng ta lau nhẹ lại. Rồi, nó sẽ dưỡng, nó sẽ làm bóng cái vỏ của mình. Đó, cho nó đều. Và chỉ nên nhớ là cái dưỡng bóng này chúng ta chỉ nên dưỡng ở hai mặt lớp, hai bên thôi. Chứ mà bạn dưỡng ở giữa nữa thì chai nó sẽ bị trượt ngay khúc đầu á. Đó, đó là cách tốt nhất. Cái mùi nó là mùi cà phê rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Đó nha, nó là có ghi rõ nè, nó là mùi cà phê nha. Flamingo Dash Machine. À. Cái đồng hồ báo thức nó đã báo cho tới giờ chúng ta phải
chào tạm biệt mọi người. Đó, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi là mọi người. Nếu mà mọi người có cần mua nhu cầu của cái bộ combo này thì liên hệ kỹ sư Hẻm, hoặc là có thể lên Shopee hay là Lazada, tất cả đều bán trên đó hết. Chai WoW là 190.000, còn chai Spider đó là 230.000, là dung tích 600ml nha. 600ml nha mọi người. Ok. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.